Nếu anh chị đang tìm một chiếc xe nào trong phân khúc hạng C nè, rộng rãi thoải mái mà số sang để đi gia đình dịch vụ á, tài chính loanh quanh khoảng 4 đồng thôi. Tham khảo này nha, Kia Cerato sản xuất 2021 lăn bánh thì khoảng 2 vạn. Bên đang bán với giá là 439 triệu baruc hồ sơ. Xe thì có nước sơn màu bạc nè, để mời anh chị đi nội thất ở bên trong ạ. Đây, ghế thì vẫn rất là tương đối mới cho mình nha. Ô đô chuẩn theo xe là 23.500. Xe đã có cho mình là cam hành trình, màn hình Android. Ở đây thì có những cái siêu còn chưa lộn luôn ạ. Ghế còn tương đối dày nè, hộc đựng cá nhân, hộc đựng nước đó. Chiếc xe được trang bị cũng đầy đủ rồi. Về phần hàng ghế phía sau thì cũng có sẵn là dàn lạnh nè. Xe thì cũng có cho mình là bọc trần ni lông rồi, nhìn chung rất là sạch sẽ luôn. Về sau xe thì cũng có cho mình sẵn là cam lùi rồi, khoang hành lý thì vẫn rất là rộng rãi nữa anh chị có nhu cầu đi đường dài nha. Xe này thì là biển số 93 Bình Phước nè, lớp sơ cua đây, đồ nghệ con đội vẫn còn đầy đủ cho mình luôn. Keo chị ở đây nguyên riêng hết ạ. Mâm lốp thì vẫn còn tương đối cao nha, mâm 17 inch, đát lốp là tuần thứ 46/2020. Nó ngoại quay bên ngoài thì sẽ không tránh được những vết xước sát nhỏ hay là móc nhỏ do đá văng thì không tránh được rồi. Đăng kiểm theo xe thì tới tháng 6/2024. Đây là máy móc ở bên trong đây ạ. Ở xe thì máy xăng 1.6 ạ. Đó, luôn đảm bảo cho mình là máy móc nguyên zin nha. Thì nếu mà mình quan tâm tới chiếc xe Cerato này, gọi ngay cho em Vy để được hỗ trợ tư vấn ạ. 0928 325 679 hoặc là ghé luôn tại Toàn Trung Gia Lai 276 Nguyễn Tất Thành để có thể tham quan em này và trải nghiệm những chiếc xe khác nha. Rồi em xin chào anh chị và hẹn anh chị ở một chiếc xe tiếp theo ạ.